Con ho suốt làm sao đây vợ, biết tính sao bây giờ? Để em bao phép về chăm con liền, ôi biết bao ưu phiền. Dạ dạ em xin thưa chuyện là con em ho. Cô gan to ai chăm lo, ai thay cho cô đây? Đâu có khác gì như đi chợ, tốt nhất cô thôi việc. Con ho vẫn phải lo kiếm tiền, nào thì bán áo online dạo. Trời ơi nhóc mũi lại dây thêm vào, vứt mất luôn đơn hàng. Nào rồi ngoan ngoan ngoan, điện thoại đang rung chuông. Alo em nghe, anh xịt luôn đi đâu? Ôi thôi xong mẹ nổ tung tai đầu, bố nó ơi đâu rồi? Cháu cứ ôm đồng hồ viêm họng, bính đi bi bơ lơ. Ngon luôn, chỉ uống kháng sinh là xong thôi mà, cứ lấy em cái này. Nào là đây viên xanh, nghiền cùng thêm viên nâu. Ngon ngon con ba thương thương cho ba tôi lâu. Em thấy cái này con không hợp, biết tính sao bây giờ? Người vào ra tay muốn hết ôm đờm ho viêm họng, cứ hú chanh ngâm đường, kèm thêm quất hấp ngày dăm ba lần sẽ.